cao to đẹp trai, cọc cằn mà hay đậu gạch. Thì từ xấu của chồng em, xấu nhất là nhậu thôi. Nhậu là nhậu tới bến rồi mới về không à. Và bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật to để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Chu Quốc Thọ, năm nay 29 tuổi và em đang làm nhân viên văn phòng. Còn em? Em tên là Thùy Trang, năm nay là em 28 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Hỏi Trang gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu? Tụi em là học chung giảng đường đại học ạ. Chắc có lẽ là em là người theo đuổi và cưa cẩm bạn này chứ đúng không? Nói chung là lúc đầu cũng nói chuyện chơi thôi. Sau này thì từ từ thích thì tấn công luôn. Cũng rơi vào trường hợp của một số anh trai á, là quen chơi cho ấy quen xong tự mình lấy cái cây đập vô cái lưng của mình đó. Rồi cưa cẩm trong bao lâu thì cô này mới đổ? Không có lâu lắm, 2-3 tháng thôi. Em có ấn tượng với ông xã em ngay ngày đầu tiên gặp mặt không? Em không có ấn tượng gì về chồng em hết á. Tại vì em có mong ước là chồng em sẽ cao to đẹp trai. Xong rồi lúc mà em gặp chồng em thì chồng em nhìn rất là lạ. Nó không có giống như những gì mình suy nghĩ trong đầu á. Không phải là bạch mã, không phải là tử cao to. Dạ, cho nên em không có ấn tượng, em không có ý định là sẽ là bạn gái của chồng em. Đó. Rồi, nhưng mà với em thì lúc đó vợ em như thế nào? Đầu tiên mình nhìn thấy là vợ em lên thuyết trình á, cũng đen lắm. Nó thuyết trình mà rung mà cái mặt xanh lè. Thấy chỉ có thấy vậy thôi. Tâm lý. Thấy vậy thôi chứ cũng có gì mà nhớ tới. Rồi đến bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? 2 tháng sau là mới bắt đầu chính thức là quen nhau luôn. À, là yêu á. Sau khi tụi em lấy nhau về thì bây giờ hỏi em trước đó. Giờ vợ em thọ. Vợ em á thì có tật mà thôi lên Facebook thì lại nói rồi liên tục. Nhiều khi mà ngủ 4-5 giờ sáng á, nghe tiếng động, quay qua nhìn thấy vợ em đang lên Facebook á. Trời ơi, em cũng có thấy luôn. Tại lúc đó em không có ngủ được, em phải lên Facebook em lướt lướt rồi em nhìn nhìn họ em mới ngủ liêm diêm á, em ngủ được. Nghiện rồi đó. Hiểu bị nghiện đó nghe. Mà lên Facebook thì bình thường không nói mà cứ cái gì cũng đăng lên á. Buồn vui gì cũng đăng, rồi mới ăn cái này rồi mới mua cái kia cũng lên rồi, trên cũng lên. Rồi, rồi nhiều khi mà những cái mà không đáng đăng cũng đăng, giống như vợ chồng mà hay cãi lộn gì đó. Một ngày lên mấy status. Chụp không? Không đâu anh, cái đó hồi xưa nó nhiều, còn bây giờ là em nó ít lại rồi. Giờ chín cái đúng không? Nhưng mà em lên liên tục những cái status như vậy là em thích lên nhưng mà để em show mọi thứ, hay là còn một nguyên nhân, một cái lý do nào khác không? Tại vì bình thường là em ít tâm sự với người khác á, cho nên lúc mà em chán hay em nản hay em buồn cái gì á là em đăng những cái câu mà không ai hiểu hết á. Chỉ mình em hiểu đăng lên để cho nó xả chết. Có khi nào em muốn vậy để cho chồng em hiểu không? Có những cái không nói được. Có. Mình không tiện nói với chồng á, mình đăng lên vậy để cho chồng lúc, đọc vô nhiều mà lúc chồng mà hiểu. Tức chồng á không có nói chồng được. Là lúc đó em đang chiến tranh lạnh mà em đâu có nói trực tiếp với chồng em đâu. Cái sao em đăng lên là để em giận mặt chồng em. Em có hay lên đọc những cái status của vợ không? Em cũng có lên phải. Em có đọc không? Có, cũng có đọc. Và khi đọc thì cái cảm nhận của em như thế nào? Em có hiểu là có những điều mà em muốn nói với mình không? Thì đưa lên là em hiểu, em biết là nói như vậy, có ý như vậy. Thì em cũng muốn thay đổi. Nhưng mà có một số thì những cái đó không đáng để đăng lên. Nhiều cái giống như vợ chồng xích mích với nhau, cãi lộn thì mình để mình tự giải quyết với nhau đi. Đăng lên rồi người này người kia thấy rồi comment tùm lum hết. Mấy vợ em nói thương ha, nhìn thấy hiền đúng không? Dạ. Đâu có, trời hiền. Ở hiền mới ghê á anh. Tức là sao? Là dữ dằn dữ nhưng mà cọc cằn mà hay cấu gắt ghê lắm. Cụ thể cụ thể á. Gần đây nhất ví dụ gần đây nhất mà. Giống như là chương trình vợ chồng son hẹn để đi casting á, thì tự nhiên bữa đó thứ sáu thôi và em nói với em là 2 giờ chiều có mặt ở Nguyễn Thị Minh Khai. Nói vậy thì em đâu có biết là bữa nào, em mới hỏi ủa ngày mai thứ bảy hả? Cái vợ em mới gắt lên á, cái gì mà thứ bảy, ngày mốt chủ nhật á. Rồi gắt lên vậy. Cái em mới thấy ủa giờ em không nói sao anh biết được. Cái gắt lên nữa nè, ủa anh không biết hỏi hả? Cái cách anh nói á là làm cái em không bực lên, chứ không phải là anh nói cách vậy nói mà sao mà em. Tại vì nhiều lúc á em đang bực ảnh cái vấn đề đó rồi, cái ảnh mới hỏi em là đi mà anh không nói là hỏi đi thứ mấy, thì mình không biết thứ mấy thì mình phải hỏi đi thứ mấy chứ ai mà hỏi đi ngày mai đi hả? Cái xong rồi em cũng bực lên, lúc đó trong công ty em cũng bị stress nặng á, cái xong em cũng la
la lắm. Có nào em bực bởi vì là do ổng nói chuyện cọc lóc không? Đúng rồi anh, nói không có tình cảm, nói không có chuyện. Rồi còn những chuyện như thế nào nữa, ví dụ? Nhiều khi là giống như là nghe không rõ, đang tập trung chuyện khác, cái hỏi lại, bắt đầu gắt lên. Trời, đã nói vậy em không nghe rồi, nạt ngộ lên rồi. Ghê. Có lần nào đánh em không? Đánh thì... Chưa đúng không? Chưa mà hù thôi. Hù sao? Hù sao đâu? Hù rồi tát mặt em. Thôi vậy hả? Cái anh tức quá em đưa lên. Mẹ tát đi. Ừ. Không có tát không? Rồi có tát không? Không dám. Tát là không biết sao luôn. Không có chuyện gì xảy ra luôn á. Hồi giờ tới em vợ muốn... Cho vợ đi, vợ chưa có được nói về chồng nè. Đúng rồi, chồng nói cho vợ nói. Quên. Anh Vinh chồng em quá. Vinh đâu Vinh, trời nghĩ sao Vinh. Nãy giờ đi giặt quá trời luôn. Tật xấu của chồng em là gì? Thì tật xấu của chồng em xấu nhất là nhậu thôi. Nhậu là nhậu tới bến rồi mới về không à. Thế thì em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt nhậu. Thì em biết là cấm nhậu không được. Em hỏi chồng em luôn mà. Chọn giữa rượu với vợ không? Là chồng cũng không có dám trả lời luôn á. Bây giờ một tuần ổng nhậu mấy ngày? Giờ em cấm rồi cho nên... Bớt luôn. Dạ, bớt. Hơi cấm cung để cho mà chuẩn bị có em bé. Thì em cũng mong có con trai á cho nên... Có em bé rồi á, đi nhậu về á, không có dám nhậu. Về hung đó, sợ hôi. Đúng rồi. Rồi còn em? Em mong muốn vợ thay đổi gì vậy? Con muốn vợ thay đổi là cái tính hay cọc cằn hay cáu gắt á. Thì giống như vợ chồng với nhau mà nhiều cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà cứ gắt lên rồi cãi lộn nhau rồi tùm lum hết thì nó cũng có đáng. Rồi nhiều khi sau này mà có con á, tính vợ em mà hay cáu gắt như vậy thì lúc đó em sợ không biết sao. Nhiều khi bớt lại lên người này vợ. Tức là em cáu mà có cái sự đề ba không, hay là tự dưng cái đang bình thường vậy cái nổi điên lên cáu liền? Bình thường thôi, không có gì hết. Mà cái cáu lên vậy em cũng không hiểu nữa. Sao vậy em? Tại vì em cáu lên là do ảnh nói cái gì đó ảnh không có suy nghĩ trước. Đó, cái mỗi lần nói là chọc tới cái cơn tức của em không à. Nhiều khi vợ em hay cáu vậy đó. Em thấy ghét, em chọc chọc cơ. Tới luôn. Tức là chọc sao cho cáu luôn hả? Cho chồng em tính vậy đó. Tụi em lấy nhau là 8 tháng dạ. Đang kế hoạch hay là chưa là... Dạ, tụi em là đã thả từ lúc cưới rồi. Mà mong có con không? Dạ, rất là mong. Không, em nên bớt lại đi. Tại vì chị nói em nghe nè, cái mật độ mà đi nhậu của mình nó còn dày á, thì đương nhiên là lúc mà có con á, nó sẽ ảnh hưởng đến đứa con. Mà ảnh hưởng là như thế nào? Sau này con mình nó yếu lắm. Mà nó yếu như vậy á, tụi em nuôi không, tụi em cực lắm. Có bầu á là đã khổ rồi, nhưng mà nuôi con á khổ gấp trăm gấp ngàn lần. Mà cái đứa con khỏe mạnh lại không sao, chứ đứa con mà nó yếu nữa, chỗ cực lắm. Chị nói nghiêm túc luôn. Anh nè, khi mà vợ chồng anh kế hoạch có con á, là anh phải bỏ. Nhất là bia rượu là anh không đụng tới. Em hạn chế lại đi. Dạ, đó, em cũng cố gắng. Anh quyết tâm nha, quyết tâm đi. Thôi giờ hứa với vợ đi cho nó yên tâm đi. Để hai chồng... Nhớ anh... nha. Nè bây giờ nè, để hai vợ chồng người ta hứa vợ xong rồi em chúc một câu để cho năm nay người ta có bầu. Anh này cái miệng anh linh lắm em ơi. Anh chúc ai người đó có bầu à, sao kỳ quá. Tôi giống như là thần trẻ con vậy đó. Em hứa vợ em cho vợ em yên tâm, nhưng mà khi chồng đã hứa vậy rồi á, vợ bớt cằn nhằn mà bớt nổi cọc bất thường. Tại vì khi mình cằn nhằn cái mình nóng, cái ảnh hưởng tới chồng nữa, hứng, đúng không? Chồng nó mất hứng, cái mất hứng cái kia nó mất hết. Nha, khắc phục nha. Rồi chồng hứa đi xong đánh anh Thuận anh chúc. Mà hứa là đảm bảo chúc là có bầu liền. Thông qua chương trình thì anh cũng hứa với vợ là anh sẽ cố gắng hạn chế nhậu lại. Thì nói chung là nhậu thì cũng biết cầm chừng, biết đường về, rồi chăm sóc cho vợ, chứ không có như bây giờ. Mà để cho tương lai có em bé, cái mặt em nó sần sần, là gan không được tốt lắm đó nha. Dạ. Đúng không? Bắt tay cái đi. Đó, hứa đi. Ôm rồi yêu thương cái đi. Làm đi, làm đi. Cái nè. Rồi, quá vui. Thì muốn có một cái sự viên mãn thì anh Thuận xin chúc cho hai em hôm nay nha. Về bắt đầu vui vẻ và mau chóng có tin vui nghe. Và cuối năm sẽ có một em bé kháu khỉnh ra đời để cho vui cửa vui nhà, hóa giải hết tất cả những phiền muộn lo âu nghe. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúc cho em nha. Nhớ có con đừng đặt tên Quốc Thuận nữa coi.